phòng thờ nha quý vị. Phòng thờ này được thiết kế là đóng bằng tủ cẩm lai, cẩn ốc sập cơ. Thiết kế CNC bằng chất liệu gỗ gò đỏ nha quý vị. Còn đây là trang thờ Phật nhé. Đây này là thiết kế chống khói bằng gỗ gò đỏ luôn nha quý vị. Hôm nay đồ gỗ của Thịnh Phát xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng màu tủ thơ cẩn ốc sơ cư. Kích thước của nó là cao 1m54, rộng 1m80 và sâu là 98. Và tủ thơ này được quy đơn thiết kế là gỗ cẩm lai, hay còn gọi là màu tủ thơ bùng phề nha quý vị. Rất là đẹp. Đến đây em xin tạm dừng quay video. Nếu quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ với đồ gỗ Thịnh Phát để được tư vấn và giá cả hợp lý.